Trần Thiếu Nữ giữa trời hè. Cách thành phố Vinh hơn 20 km, ngay dưới chân núi thuộc xã Nam Tân, huyện Nam Đàn có nhiều đầm sen bung nở. Từ trên cao, các đầm sen tựa như bức tranh thiên nhiên sen lẫn màu xanh của lá và màu hồng của sen với những lối đi quanh co. Sen nở đẹp nhất vào khoảng 5 giờ đến 6 giờ bình minh lên, hương sen tỏa ra thơm ngát. Đài sen, hay còn gọi là hương sen, được người dân thu hoạch để lấy hạt. Tháng 6 là dịp diễn ra nhiều hoạt động tri ân hội ngộ cũng là lúc nhiều bạn trẻ tìm đến các đầm sen thưởng ngoạn. Để bức ảnh thêm ấn tượng, nhiều du khách đầu tư trang phục gồm áo bà ba, áo yếm, áo dài. Ngoài chụp ảnh, du khách có thể xin phép người dân để tự tay hái những bông sen đang nở rộ. Sen ở đây chủ yếu trồng để bán nên du khách không mất phí vào tham quan, chụp ảnh. Thời gian này, nhiều đầm sen ở huyện Hương Nguyên, Thanh Trương cũng nở rộ, hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan dịp cuối tuần. Sách Nguyễn